Xin chào bác. Hiện tại thì tôi đang có mặt trong một khu rừng khá là nguyên sinh đấy. Tít là rừng sâu à? Xung quanh thì cây cối bao phủ hết à. Hôm nay đi tìm một ít lá rong. Ở đây có một cây rồi các bác. Lúc nãy thì tôi đi qua nhiều qua dưới ấy, thì có rất nhiều cây lá rong, nhưng mà thường thì toàn cái rong lá rong tẻ thì nhiều. Ở đây chắc rong tẻ này các bác này. Ở đây thì rong tẻ. Rong tẻ. Cái này thì không gói bánh được. Ui dồi, có vắt này. Mày rồi. Ở đây thì khá là nhiều chuối luôn. Chuối. Nó lại cây cối nó cũng quang, không có cỏ. Ở đây thường là tôi thấy thì như là chưa ai đặt chân đến đây luôn. Xung quanh đây không có một vết chân nào luôn. Ở đây rất nhiều chim luôn. Nhiều chim lắm. Cái chuối nó to. Cây to luôn. Đây, phát hiện ra một cây rong tẻ đây, một lá rong tẻ đây này các bác. Rong tẻ thì một mặt trên này xanh và mặt dưới nó hơi màu trắng. Trên này bé. Chắc là nhổ. Đây đây các bác. Đây. Đây là ống giang này, cái giang. Ở đây thì mấy cây, nhưng mà đa số toàn là lá tẻ. Lá tẻ thì nhiều lắm. Mấy cây thôi. Đây một cây đây nữa các bác này. Để đào. Để mới quay đây.
nhiều gốc này, hai gốc, ba gốc, bốn. Dưới kia còn hai gốc nữa. Sau đây các bạn.